Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các quốc gia trong khu vực phản đối vụ thử tên lửa của Trung Quốc. Ngày 26 tháng 9, BBC tiếng Việt loan tin Trung Quốc thử tên lửa tầm xa, quốc gia lân cận lo lắng. Theo BBC, Trung Quốc đã có vụ phóng thử hiếm hoi tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM vào vùng biển quốc tế khiến nhiều quốc gia phản đối. BBC dẫn thông báo của Bắc Kinh nói rằng vụ phóng tên lửa hôm 25 tháng 9, vụ phóng trên biển đầu tiên sau hơn 40 năm của nước này là hoạt động thường lệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc nói rằng chính phủ nước này đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan. Tuy nhiên, BBC cho biết Nhật Bản, Úc và New Zealand đều nói rằng họ không được thông báo trước, đồng thời bày tỏ lo ngại về vụ phóng thử. Các nhà phân tích cho rằng vụ phóng này thể hiện rõ khả năng hạt nhân tầm xa ngày càng phát triển của Trung Quốc. BBC nhắc lại năm 2023, Mỹ từng cảnh báo rằng Trung Quốc đã gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình trong chiến lược nâng cấp hệ thống phòng thủ. Một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bay xa hơn 5.500 km, đưa phần lãnh thổ của Mỹ ở lục địa và Hawaii vào tầm ngắm của Trung Quốc. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết theo ước tính, kho vũ khí của Trung Quốc vẫn chưa bằng 1/5 kho vũ khí của Mỹ và Nga. Và lâu nay, Trung Quốc luôn khẳng định rằng việc duy trì hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích răn đe. BBC dẫn lời các nhà phân tích nói rằng vụ phóng thử tên lửa ICBM vào vùng biển quốc tế gần nhất của Trung Quốc là vào những năm 1980. Thông thường, Bắc Kinh cho phóng thử trong nội địa vào sa mạc Taklamakan ở khu vực Tân Cương về phía Tây. Vụ phóng thử lần này dường như cũng thể hiện sự thay đổi trong hướng tiếp cận hạt nhân của Trung Quốc. BBC dẫn phản ứng của Nhật Bản nói rằng họ không được báo trước và thể hiện quan ngại sâu sắc về sự việc. BBC cũng dẫn nhận định của Úc rằng vụ phóng thử gây mất ổn định và làm gia tăng nguy cơ trong khu vực nếu đưa ra tính toán sai. Đồng thời nói rằng họ đề nghị Bắc Kinh đưa ra một lời giải thích. BBC dẫn tiếp đánh giá của New Zealand, gọi đây là một động thái không được chào đón và đáng lo ngại. Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa ICBM của Trung Quốc. BBC dẫn lời ông Ankit Panda, một nhà phân tích về tên lửa hạt nhân, cho rằng hành động của Trung Quốc không nhằm gửi đi một thông điệp chính trị, nhưng việc này rõ ràng sẽ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với các quốc gia trong khu vực và Mỹ rằng bối cảnh hạt nhân ở châu Á đang thay đổi nhanh chóng. BBC dẫn nhận định của ông Lev Eric Esley, giáo sư quan hệ quốc tế ở Hàn Quốc, rằng đối với Washington, thông điệp này nói rằng hành động can thiệp trực tiếp vào một cuộc xung đột tại eo biển Đài Loan có thể khiến Mỹ gặp nguy hiểm. Tuyên bố của Trung Quốc nói rằng vụ phóng không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng hiện vẫn còn đó những căng thẳng cao độ giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Philippines và tất nhiên là căng thẳng lâu nay với Đài Loan. BBC lưu ý mặc dù mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã cải thiện trong năm qua, nhưng sự quả quyết ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực vẫn là một vấn đề nan giải, trong đó quan trọng là quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. BBC dẫn Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 25 tháng 9 nói rằng Trung Quốc đã và đang thực hiện bắn tên lửa và các chương trình tập luyện khác với lịch trình dày đặc trong thời gian gần đây. Bắc Kinh thường xuyên điều tàu và máy bay vào vùng biển và không phận của Đài Loan. Đây là một chiến thuật vùng xám nhằm bình thường hóa hành động xâm phạm này. BBC dẫn ước tính của Lầu Năm Góc, theo đó kho vũ khí của Trung Quốc đang có hơn 500 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng, trong đó khoảng 350 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Mỹ cũng dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin các quốc gia trong khu vực lên án vụ thử tên lửa của Trung Quốc. Vì sao chẳng còn ai muốn trở thành doanh nhân giàu có ở Trung Quốc? Ngày 25 tháng 9, tác giả Rochelle Sharma có bài bình luận về việc làm giàu ở Trung Quốc đăng trên báo Financial Times. Dịch giả Cù Tuấn đã dịch bài viết này và đăng trên báo Tiếng Dân với tựa đề "Làm giàu ở Trung Quốc không còn là vinh quang mà đã trở thành nguy hiểm". Tác giả đề cập đến việc nhà sáng lập công ty thương mại điện tử BDD Colin Huang đã vươn lên trở thành người giàu nhất Trung Quốc vào tháng trước. Hình ảnh bài viết trên trang Financial Times. Nhưng ngay sau đó, BDD đã đưa ra dự báo lợi nhuận ảm đạm khiến cổ phiếu lao dốc. Huang đã nhường vị trí dẫn đầu cho Chong Shang Shang, nhà sáng lập của công ty đồ uống khổng lồ Nongfu Spring. Trong vòng 24 giờ, Nongfu Spring cũng đã đưa ra các báo cáo triển vọng bất ngờ, gây chán nản, và Chong cũng nhanh chóng tuột khỏi vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu có nhất. Theo tác giả, mạng xã hội Trung Quốc bàn tán về việc liệu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đang cố tình hạ giá cổ phiếu của chính công ty của họ nhằm tránh cuộc đàn áp ngày càng lan rộng đối với tình trạng giàu có quá mức, vốn là trọng tâm trong chiến dịch thịnh vượng chung của Tập Cận Bình. Tác giả dẫn một nhà môi giới phố Wall viết rằng không ai muốn trở thành người giàu nhất Trung Quốc vào thời điểm chính phủ Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Tác giả nhắc lại sự thay đổi ở Trung Quốc sau khi Đặng Tiểu Bình trở thành nhà lãnh đạo tối cao vào cuối thập niên 1970. Lúc này làm giàu sẽ là vinh quang theo chủ nghĩa tư bản của Đặng. Tác giả lưu ý làm giàu là vinh quang nhưng không nên quá giàu, với một giới hạn bất thành văn là tài sản không được lớn hơn 10 tỷ đô la. Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tác giả cũng đề cập đến việc hai nhà tài phiệt có giá trị tài sản ròng tiếp cận ngưỡng 10 tỷ đô la đã phải vào tù vì tội tham nhũng vào đầu thập niên 2010. Điều đó không có nghĩa là những cáo buộc này là vô căn cứ, chỉ là việc lựa chọn mục tiêu dường như phản ánh xu hướng cân bằng dai dẳng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vẫn theo tác giả, Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012 và đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng lan rộng đến tầng lớp tinh hoa, nhưng lĩnh vực công nghệ thì vẫn được an toàn. Trong nhiều năm, nhiều doanh nhân Trung Quốc, nhất là những người trong lĩnh vực công nghệ, đã xây dựng được một khối tài sản lớn hơn 10 tỷ đô la, dẫn đầu là Jack Ma của Alibaba. Tuy nhiên, tác giả cho biết mọi thứ đã thay đổi vào năm 2020 khi Trung Quốc có số tỷ phú gấp đôi Hoa Kỳ. Vào cuối năm đó, Jack Ma đã có bài phát biểu cảnh báo rằng việc quản lý chặt quá mức đang đe dọa, làm chậm quá trình đổi mới công nghệ và các ngân hàng Trung Quốc phải chịu đựng tư duy cầm đồ. Sự trả đũa của nhà nước diễn ra nhanh chóng, giá cổ phiếu của Alibaba lao dốc không phanh. Jack Ma tuột hạng trong danh sách những người giàu có và biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Hình ảnh Jack Ma, người từng là ông trùm ngành công nghệ Trung Quốc. Tác giả cũng cho biết đầu năm sau, Tập Cận Bình phát động chiến dịch thịnh vượng chung và cuộc đàn áp nhắm đến bất kỳ công ty nào bị coi là không phù hợp với các giá trị bình đẳng của Trung Quốc. Lúc này, việc trở nên giàu có là điều nguy hiểm. Áp lực đã làm các quỹ đầu tư mạo hiểm phải chùng tay. Số lượng triệu phú rời khỏi Trung Quốc đã tăng lên và đạt đỉnh vào năm ngoái ở mức 15.000 người, vượt xa số người di cư khỏi bất kỳ quốc gia nào khác. Tác giả tiếp tục cho hay kinh tế tư nhân đang ở giai đoạn thoái trào. Kể từ năm 2021, thị trường chứng khoán ở Trung Quốc trượt dốc, nhưng các công ty nhà nước thì tăng thị phần vốn hóa thị trường lên gần 50%. Tài sản thuộc về cá nhân đang giảm mạnh trong 3 năm qua, số lượng tỷ phú giảm 35%. Tác giả nhận xét, những người siêu giàu Trung Quốc ngày càng chọn cách ở ẩn, trở thành ông trùm giàu nhất nước Mỹ. Bạn có thể khởi động chương trình du hành không gian của riêng mình. Ở Ấn Độ, bạn có thể tổ chức đám cưới tốn kém hàng tỷ đô la cho con mình. Ở Trung Quốc, bạn phải tìm cách để tự đánh mất danh hiệu người giàu nhất này và tránh né lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vì sao chẳng còn ai muốn trở thành doanh nhân giàu có ở Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.